Một đã xong rồi hả? Thế được rồi. Một điểm được. Anh ơi. Anh nói rồi. Như vậy là hai cuộc trận đấu giữa Nam Định và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã bắt đầu. Hiệp 1 thì hai đội hòa nhau tỷ số 1 đều. Mình cũng đã làm livestream hiệp 1, tuy nhiên là do chất lượng hình ảnh không tốt, mình quyết định là hiệp 2 mình sẽ làm highlight mà thôi. Như vậy thì hy vọng là sẽ có những hình ảnh đẹp nhất để mang đến cho anh em của kênh Ngoài Đường Biết. Còn nếu các bạn mà thích xem livestream trực tiếp thì tốt nhất là lên kênh On Sport. Phùng Văn Nhiên đang chào kia tí sắc. Cả hai người là những đồng đội của nhau, từng thi đấu cùng thời mà đến bây giờ kia tí sắc đã là huấn luyện viên rồi, trong khi là Phùng Văn Nhiên thì vẫn đang miệt mài thi đấu trên sân cỏ. Điều này khiến cho chính huấn luyện viên kia tí sắc cũng cảm thấy rất là bất ngờ. Ngay từ đầu thì khi mà nói chuyện với huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ ở đầu trận thì anh cũng giật mình khi mà nhìn ra phía ngoài thì thấy Văn Nhiên đang khởi động cùng với các cầu thủ của Nam Định. Tình huống đá phạt góc ở cánh phải cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.
huấn luyện viên Kia Tisak đang đứng để chỉ đạo các cầu thủ của mình. Nhà cầm quân người Thái Lan đã không còn ngồi trong cabin giống như là ở hiệp 1 nữa, mà ở hiệp 2 này ông trực tiếp đứng ra chỉ đạo cho các cầu thủ của mình. Những lời ra hiệu của Kia Tisak dành cho các cầu thủ trên sân. Trung vệ Hữu Tuấn đã có dấu hiệu bị đau. Bây giờ thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai được hưởng một tình huống đá phạt ở chết bên cánh phải. Hồng Duy và Công Phượng đang trao đổi với nhau, không biết ai sẽ là người thực hiện tình huống đá phạt đây. Ở đây thì huấn luyện viên Kia Tisak cũng đang cười đùa và có những tiếng vỗ tay viên tinh thần cho các học trò của mình. Cú sút phạt của Hồng Duy đưa bóng thẳng vào phía hàng rào của câu lạc bộ Nam Định, và lập tức thì Nam Định đã có một tình huống phản công rất nhanh, rất nguy hiểm. Bây giờ thì Nam Định sẽ được hưởng một tình huống đá góc. Một pha va chạm mà cầu thủ của Hoàng Gia Lai đã nằm sân. Đây vẫn đang là giai đoạn làm quen với phong cách thi đấu cũng như là môi trường bóng đá mới, cho nên là huấn luyện viên Kia Tisak cần thêm thời gian để thích nghi cũng như là có cái nhìn tổng quan nhất về bóng đá Việt Nam. Hữu Tuấn an toàn. Tình huống dứt điểm rất nguy hiểm của các cầu thủ Nam Định.
Sắc sẽ có những chỉ đạo dành cho tiền đạo nhập tịch. Lúc này thì có thể thấy được sức ép mà câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tạo ra trên sân phần sân của Nam Định là không còn. Chính vì vậy mà huấn luyện viên Kiati Sắc buộc phải có những sự thay đổi gần người. Hiệp 2 Nam Định khởi đầu rất là tốt. Một tình huống tấn công nữa của đội bóng áo xanh. Kiati Sắc đang có những nhắc nhở dành cho Công Phượng và Văn Toàn. Như vậy là Kiên Quyết sẽ là cầu thủ rời sân chăng? Đúng như vậy. Và Nguyễn Trung Đại Dương sẽ vào sân thay cho Kiên Quyết. Châu Ngọc Quang đã được tung vào sân để thay cho Tuấn Anh. Minh Vương cũng đã rời sân. Đông Triều và Châu Ngọc Quang tung vào sân. Phượng vừa mới có đường cắt bóng vào phía trong. Một pha giải nguy của Bosniva. Sẽ được hưởng tình huống đá phạt đứng trước bóng là Công Phượng, Văn Thanh và cả Xuân Trường. Tuy nhiên người thực hiện có lẽ là Văn Thanh. Không thành công, khoảng cách rất xa và hàng hậu vệ đứng rất là dày đặc. Hàng thủ của Nam Định thi đấu rất là tốt.
Hiệp 2 của trận đấu sẽ có thêm 3 phút đối bù. Hồng Phượng đang đi bóng trả về cho Trung Đại Dương. Pha vô lê của Văn Toàn, nhưng mà hàng phòng ngự Nam Định vẫn thi đấu cực kỳ chắc chắn. Một pha phản công nhanh của Gia Lai, mất bóng rồi, dường như là Châu Ngọc Quang. Kia thì sắc ngày hôm nay chắc chắn là sẽ có cái nhìn chi tiết nhất về từng thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, những người mà ông tung ra sân ở trận đấu ngày hôm nay. Tình huống cơ hội cho Nam Định, đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi khép lại trận đấu với tỷ số là 1-1. Kết thúc trận đấu, giữa Nam Hà Nội 1, Hoàng Gia Lai 1. Chúng tôi xin mời huấn luyện viên trưởng của hai đội bóng giữa Nam Hà Nội và Hoàng Gia Lai và vòng bóng báo sau trận đấu. Và trước xin chúc mừng cầu thủ Nguyễn Văn Toàn, đeo số 9 của Hoàng Gia Lai, đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.